Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin mỗi bản án chính trị là điểm nối tan vỡ của chế độ. Bản án 9 năm tù của nhà báo Phạm Đoan Trang không khác gì những tiếng chuông cuối báo sự dã rời của thể chế về sự mâu thuẫn khôn cùng. Đó là sự khao khát chính danh trên chính trường quốc tế và cách kiểm soát quốc gia theo kiểu bàn tay sắt của thời Xô Viết cũ. Suốt trong nhiều năm nay, Hà Nội đã làm mọi cách để chứng minh tính chính danh của mình, đặc biệt sau năm 1995 khi người Mỹ bỏ cấm vận. Chính danh để xóa mở ý nghĩa khác của sự thống nhất Việt Nam sau năm 1975 mà Hà Nội gọi là giải phóng, còn dư luận thế giới thì gọi là cưỡng chiếm. Đây là hình ảnh nhà cầm quyền Hà Nội vào hôm 15 tháng 12 vừa xét xử hai nông dân dũng cảm giữ đất đồng thời là nhà báo tự do đưa tin mạnh mẽ nhất về vụ Đồng Tâm. Bên trái là ông Trịnh Bá Phương bị kết án 10 năm tù, bên phải là bà Nguyễn Thị Tâm bị 6 năm tù. Để được tính chính danh, ung dung đối diện với thế giới và kể cả cựu thù là nước Mỹ, nhà nước Việt Nam đã âm thầm nỗ lực rất nhiều thứ, kể cả việc nhận trả luôn 140 triệu đô la phần nợ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã mượn chính phủ Hoa Kỳ để xây dựng các hệ thống hạ tầng quốc gia. Xin tham gia vào tổ chức Kinh tế Thế giới, Hà Nội đã phải bước qua các tranh cãi về tính lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản, chấp nhận mở lại các không gian tự do tôn giáo, thả bớt tù chính trị, v.v. Hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản chỉ còn là tấm bình phong mong manh trước thời đại mới và không thể cứ là phần nối dài của anh cả Trung Quốc. Nhiều năm nay, Việt Nam đã cố gắng ra mặt trong các vai trò của khối ASEAN. Tổ chức hội nghị quốc tế xuất hiện nhiều trong các chương trình của Liên Hợp Quốc. Đỉnh điểm mới là việc ứng cử của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhưng với những điều luật mơ hồ và ngớ ngẩn như điều luật 117, 331 v.v. của Bộ Luật Hình sự và vô số các chi tiết khác về kiềm hãm con người và đất nước Việt Nam trong sự kiểm soát bằng công an, quân đội và hệ thống tòa án giả hình. Chính Hà Nội đang tự hủy diệt tính chính danh của mình từng ngày, hay nói đúng hơn là qua các phiên tòa như sân khấu hiện nay. Việc tổ chức làm khó, ngăn cản người bảo chữa với thân chủ, hành hạ người bị giam giữ v.v. và cuối cùng là tổ chức những phiên xử như phường tuồng với mức án nặng, mỗi ngày càng làm nhơ nhúc thêm bộ mặt của chế độ trước công ước quốc tế. Hà Nội hiểu điều đó hay không là câu hỏi mà dư luận cũng đặt ra. Chắc chắn là có, vì trong các cuộc đánh nhau ở tầng lãnh đạo cấp cao vào tháng 3 năm 2007, bức hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị mật vụ thường phục bịt miệng trước tòa đột ngột xuất hiện trước thế giới, điều mà không có báo nào của nhà nước Việt Nam dám đăng. Đây là hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị viên an ninh bịt miệng trước tòa hôm 30 tháng 3 năm 2007 khi đó. Từ chỗ mà không có một thường dân nào có thể giơ máy lên chụp ảnh như vậy, cho thấy chỉ có trò cố ý bẽ mặt nhau lúc Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Chiết đi công du đến Hoa Kỳ và đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Khi báo chí quốc tế nhân dịp đó, cụ thể là đài CNN đã phỏng vấn ông Chiết về bức hình này, sau đó ông Chiết đã tự giải thích rằng, cho rằng lúc xét xử ông Lý có những lời lẽ thô bạo, chửi bới tòa nên đã xảy ra chuyện bịt miệng. Nhưng hành động này là không tốt, không đúng, là sai sót của một nhân viên bình thường, không phải là chủ trương của nhà nước và việc này sẽ bị xử lý. Trong ngôn luận có thể thấy ông Chiết đang làm mọi cách để bảo vệ cho tính chính danh của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vốn đang lao ra thế giới phương Tây để tìm một chỗ đứng. Nên nhớ, sau khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1975, Hà Nội không cần thể hiện tính chính danh với phương Tây. Dựa lưng vào khối sau chủ nghĩa, những người cộng sản cầm súng luôn luôn có cuộc phát ngôn riêng của mình. Đây là hình ảnh vào ngày 1 tháng 11, phát biểu trước kiều bào ở Anh, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói rằng, tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân. Cũng trong cuộc họp báo ở Paris vào cuối tháng 4 năm 1977 khi đó, khi được báo chí phỏng vấn chuyện lùa hàng trăm ngàn người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ra học tập ngắn ngày rồi đưa đi giam giữ không án. Thủ tướng lúc ấy là ông Phạm Văn Đồng quả quyết những trại cải tạo là sự thể hiện cực kỳ nghiêm túc quan niệm nhân quyền của Việt Nam và có mục đích giúp những người phạm tội ác tày trời trở về với cuộc sống bình thường.
và chỉ tay vào phóng viên quốc tế, ông Phạm Văn Đồng trợn mắt kết luận rằng các ngươi còn muốn gì nữa. Nhưng sau năm 1990, mọi thứ đã khác. Tính chính danh là sự phấn đấu miệt mài của chính quyền Việt Nam, bao gồm luôn cả các quan chức cộng sản, cũng tìm cách thể hiện sự gần gũi của mình với thế giới bằng cách thỉnh thoảng cho thấy việc nói đôi chút tiếng Anh chứ không hề giới thiệu mình sành sỏi tiếng Nga hoặc tiếng Trung. Nhưng chỉ thời gian sau, cái gọi là không phải chủ trương của nhà nước của Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết đã không còn là tư thế bào chữa trước bộ mặt của chế độ. Căn tính độc tài cùng sự chiếm lĩnh quyền lực quốc gia của Bộ Công an được hậu thuẫn của phe lý thuyết cộng sản bảo thủ đã biến những điều như trò biệt miệng bằng luật. Mọi thứ đã tiến dần từ chuyện bảo vệ an ninh quốc gia đến bảo vệ tính chính danh của nhà lãnh đạo cao đến thấp. Nhà báo Phạm Đoan Trang đã phạm những tội quốc gia lớn đến mức nào mà phải bị biệt giam điều tra cả năm trời, không cho gặp luật sư hay người thân. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang trước phiên tòa của nhà cầm quyền Hà Nội vào hôm 14 tháng 12. Hay đó là cách luật hóa chuyện tra tấn tinh thần, cô lập và hành hạ để bắt dẫn người bị khởi tố vào chỗ dễ dàng thỏa hiệp hay nhận tội. Trò biệt giam rồi bỏ mặc các tình trạng khó khăn về thể chất liệu có là một luật của nhà nước Việt Nam đang đặt ra với người dân cả nước hay không? Dù có luật định là phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi sẽ được hoãn thi hành án hoặc không bị giam giữ điều tra, nhưng Việt Nam đã từng có cô Đoàn Thị Hồng có con nhỏ vẫn bị biệt giam, không thông báo gì cho gia đình, cho đến ngày ra án. Mới đây, cô Huỳnh Thục Vy cũng bị ép thi hành án, dù còn đến nửa năm nữa tại ngoại, theo đúng luật của chính quyền của nhà nước Việt Nam ban hành. Nhà đấu tranh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực chỉ đòi được trả lời việc thi hành luật đúng như đã ghi trong sách, nhưng cả một hệ thống chọn im lặng vì không đủ khả năng trả lời bằng luật. Trại giam thì tìm cách giữ lại thư gửi trong các cơ quan như kiểu biệt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý. Chẳng phải những bản án quyết trên mà gần đây Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Lê Trọng Hùng, Đỗ Nam Trung v.v. là những điểm tan vỡ rõ ràng của bộ mặt chính danh mà chế độ đã và đang cố gắng nỗ lực. Đây là hình ảnh nhà báo tự do Đỗ Nam Trung bị bản án 10 năm tù vào hôm 16 tháng 12 cũng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tất cả những lời cam kết với quốc tế, tất cả những khát vọng đưa Việt Nam vào thế giới văn minh của nhiều thế hệ quan chức thầm lặng của Hà Nội đã bị phản bội không ít khi mọi thứ hôm nay hỗn loạn hơn, rừng rú hơn. Và đặc biệt khi cháo trở hơn với thế giới là lớp son phấn chính danh của một chế độ có phải đang trôi tuột xuống hay không. Nói với điều tra viên, Phạm Đoan Trang nhấn mạnh từng chữ rằng bắt ra một người viết đã làm một tội ác, bắt ra một người viết tàn tật là một trọng tội. Nhân dân như vậy vẫn đó, vẫn đứng cao hơn một bậc, vẫn cao quý hơn một chế độ. Họ vẫn nói để cảnh báo về những tội ác của nhà cầm quyền, vẫn sẵn sàng đi tù để dành thời gian chứng nghiệm sự rơi rụng của phần trang điểm chính danh và bước ra sống mãi trong lòng dân tộc. Dĩ nhiên, với cái cách liên tục và điên cuồng tự hủy diệt mình như hiện nay, với các phiên tòa vô nghĩa, Viện Kiểm sát, Bộ Công an dập dình với nhau ngay mà chính quyền với chính danh của thế chế độ không còn xa nữa, chắc cũng không còn giữ được lâu. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Kính và các bạn xem bản tin xây dựng chỉnh đốn mãi vẫn chưa xong. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng sắp xỉ tuổi ông Biden gần 80 cả rồi. Dân Mỹ thì ngày nào cũng thấy ông Biden trên TV. Cái nghề tổng thống nó vất vả, cần cho dân thấy mình đang làm việc, mỗi ngày đều có việc mới. Để người dân không quên họ có một ông tổng thống, bởi vì ông sẽ ra tranh cử. Ông Trọng được an nhàn hơn từ khi chỉ còn giữ một chức tổng bí thư, cả năm ông ra mắt dân chúng 5-3 lần cũng đủ. Nhiều người Việt, kể cả người trong nước, có khi đã quên ông rồi, nhưng ông Trọng không cần dân bỏ phiếu, nhớ đến bộ mặt của mình có lợi ích gì cho cam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại thôn Lại Đà, xã Hội Phụ, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, nay là xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng nắm cả hai chức vụ là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, giống như ông Tập Cảnh Bình bên Trung Quốc. Thế rồi, ông bệnh nặng, nhớ ơn trời Phật vẫn còn sống, nhưng ông không thể làm Chủ tịch nước thêm được nữa. Không phải lo họp hành, dự lễ là không cần đến cắt băng khánh thành các trụ sở nào hết,
Ông yên tâm nằm dưỡng bệnh, chờ đến giờ thì uống thuốc, chích thuốc, xoa bóp, uống sâm. Chỉ làm Tổng Bí Thư thì lâu lâu mới phải đứng dậy ra khỏi giường. Nhưng hiện nay cả nước ai cũng có thể thấy các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính trên TV mỗi ngày. Nhiều người Việt Nam có thể đã quên rằng nước mình còn có một ông nữa giữ chức Tổng Bí Thư lớn hơn hai ông Phúc và ông Chính. Vì vậy, lâu lâu ông Nguyễn Phú Trọng mới phải xuất hiện. Đầu năm 2021, mọi người được thấy mặt ông nhân dịp đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trọng được mời ra nói về xây dựng chỉnh đốn đảng. Đó là cái nghề nghiệp chuyên môn của ông, cái nghề tay phải, như người Việt Nam mình vẫn hay nói. Có người đi học tiến sĩ thì chọn nghề nghiên cứu về bệnh ung thư. Có người tìm hiểu về ngôn ngữ ở Peru, Colombia. Có người chọn ngành gây giống lúa. Đại khái, mỗi người chọn mỗi nghề. Luận án tiến sĩ của Nguyễn Phú Trọng làm tại Moscow năm 1983 lại chọn nghề xây dựng đảng, tức là tiến sĩ môn xây dựng đảng. Đây là hình ảnh những lần xuất hiện gần đây cho thấy ông Trọng đi lại khó khăn, luôn phải có người dìu. 7 năm sau, Liên Xô sụp đổ, các vị tiến sĩ cùng nghề ở Nga đã mất việc hết cả. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cương quyết tiếp tục hành nghề, bổ sung những nhận thức mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2021, ông Trọng phải mặc quần áo chỉnh tề, thắt cà vạt đỏ, đứng nói mấy câu trong đại hội lần thứ 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Nói xong rồi lại vào giường nằm, như người dân Việt Nam biết ông vẫn còn sống bình an. Bẵng đi gần nửa năm, không ai thấy ông đâu nữa. Bỗng vào tháng 5 trên TV chiếu cảnh ông Kim Jong-un, lãnh tụ đáng kính của Bắc Triều Tiên, lên đài tung hô nhân dân tiếp tục tiến lên chủ nghĩa xã hội, không được ngồi xuống nghỉ, uống trà hay xỉa răng. Dường như ông Nguyễn Phú Trọng nhìn cậu bé tuổi nhỏ hơn con mình cũng lên mặt dạy đời, thấy ngơ ngẻ. Ông bèn kêu gọi thư ký đem laptop tới, bảo viết một bài báo mới, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Viết thì dễ lắm, đại khái cứ theo đúng sách vở học ở trường đảng tại Liên Xô thời năm 1980, nhắc lại các khẩu hiệu từ thời Stalin, Mao Trạch Đông, vân vân. Chỉ cần thêm chút mắm muối cho có màu sắc hiện đại, chứng tỏ mình có một làm nhà lý luận biết tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc. Đây là hình ảnh vào hôm 24 tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu hội nghị văn hóa toàn quốc rằng văn hóa còn thì dân tộc còn. Phần mắm muối, ông sáng tạo thêm, ông đã viết rằng chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào sơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống. Mới mẻ thật, vì những ông Mao cũng như ông Xít, rồi những ông Nhung Hồ, ông Duẩn chưa bao giờ nói tới sơ cứng, trì trệ, lạc hậu. Tới thời có bỏ chuốc mới dám nhìn thấy những căn bệnh thâm niên đó. Một sinh lực mới khác đó là tạo hứng cho ông Trọng thêm là khẩu hiệu của dân, do dân và vì dân. Nghe nói một ông bên Tổng thống bên Mỹ đã bày ra câu nói này. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã sáng tạo ra thành một câu nói của mình, rằng chúng ta cần có một hệ thống chính trị mà quyền lực thật sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ một thiểu số giàu có. Thật là một sáng tạo. Không phải chỉ có một số thiểu số giàu có đọc tới câu đó, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều giật mình, nghĩ ông Trọng đang nhắm nói về họ. Thật sự họ rất giàu có, mà họ cũng chỉ là một thiểu số ít trong số 99 triệu người dân Việt Nam. Vì thế, Ban Chấp hành Trung ương đã tổ chức một hội nghị lần thứ tư vào cuối tháng 10, vẫn để nói chuyện xây dựng chỉnh đốn đảng. Hội nghị đã thống nhất cao trong kết luận kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vân vân. Không biết ai, thống nhất cao thì nó khác với thống nhất thấp như thế nào, nhưng những câu như vậy luôn luôn được ông nhắc đi nhắc lại. Đây là hình ảnh vào hôm 30 tháng 9, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển Việt Nam đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu và vô vàn các tội khác. Các ủy viên Trung ương Đảng đã phản ứng với nhận định chỉ cho một thiểu số giàu có của ông Nguyễn Phú Trọng bằng cách nhấn mạnh cần ngăn chặn, đẩy lùi, suy thoái về đạo đức, lối sống. Không nói gì đến việc truy tố các hành vi phạm luật, vì Đảng chỉ có xử lý nội bộ,
không bao giờ cần với tòa án và luật pháp. Không quên vẫn phải tiến tới chủ nghĩa xã hội, các ủy viên cũng thề sẽ xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cũng không biết xử lý nghiêm với xử lý bình thường thì có khác nhau ở chỗ nào hay không, vì chưa thấy xử lý ai triệt để cả. Nhưng biết chắc là họ không tự diễn biến, tức là không chấp nhận tự do dân chủ. Một sáng kiến của hội nghị gần thứ tư đã tạo ra thảo luận và thống nhất cao một quy định mới số 37 vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện nhiệm vụ ban hành văn bản vào ngày 29 tháng 11 năm 2021 hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Ấy vậy mà ông Tô Lâm vẫn sang Anh và đương nhiên ăn miếng thịt bò dát vàng hàng nghìn đô la bất chấp những quy định của đảng. Và rồi về nước, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn phải lặng im. Dân nghe nói thì vui mừng quá, té ra cũng có những điều đảng viên không được làm. Dân chưa được thấy các quy định mới đó như thế nào. Và chuyện thâm cung bí sử chắc người ngoài sẽ không bao giờ đọc được, chỉ biết rằng vào ngày 9 tháng 12, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại có cơ hội xuất hiện, chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đây là hình ảnh nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung mới bị tòa tuyên phạt 8 năm tù và 25 tỷ đồng vì tham nhũng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, bao gồm đủ mặt các cán bộ lớn nhỏ trong đảng cũng như các tổ chức chầu rìa. Kết quả hội nghị là gì? Không cần phải suy nghĩ mệt óc, người Việt Nam nào cũng có thể đoán ra. Thông cáo cho biết đảng sẽ tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nghĩa là vẫn như lời lẽ như cũ, chỉ thêm một lời hứa hẹn rằng trong sạch, vững mạnh. Thôi, nói mãi về việc xây dựng, chỉnh đốn đảng cũng đủ mệt rồi, khi một vị tổng bí thư đang lầm trọng bệnh mà vẫn chứng tỏ mình còn nói được, vẫn không ngừng làm nghề xây dựng và chỉnh đốn đảng. Thật đáng mừng cho gia đình, vợ con của ông. Và dân Việt Nam lại vẫn phải tiếp tục sống với thu nhập bình quân đầu người 3.600 đô la mỗi năm, gần bằng Phi Luật Tân, bằng 1/3 lợi tức của dân Malaysia, bằng một nửa của dân Thái Lan, và chỉ giàu hơn dân ba nước Campuchia, Lào và Miến Điện. Nhưng tất cả các nước Đông Nam Á lợi nhuận trung bình đầu người 5.000 đô la mỗi năm, không nước nào được chứng kiến công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Một năm nói đến 3 lần, như đám dân con lạc cháu hồng, và người đứng đầu chính là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 với bản tin Xây dựng chỉnh đốn đảng mãi vẫn chưa xong. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.